Rồi, hello chào anh em nha, tiếp tục chạy nha anh em. Và nay mình chạy anh mình gửi đi cho khách này. Các khách chốt em dện cái lựa đen. Giờ trời hơi tấu, và nay mưa trời âm u nha anh em. Đây em cái lựa đen là các khách chốt nè. Thì em đập em cái đó, còn lại em cái dện kèm sáng màu cái sẽ kiếm được. Anh em yêu thích thì cứ liên hệ nha. Đang chạy này, ăn gớm không? Ăn mặn nữa không? Gớm ăn vậy nè. Giữ ăn căng bụng luôn. Chút căng một bụng thôi lù ốc nắp luôn. Bụng nào bụng nấy ốc nắp luôn. Bụng luôn ha, bồ một bụng luôn, đây một bồ một bụng luôn, đây cũng một bụng luôn. Quá ăn. Đúng rồi. Mưa nè nè, mưa. Chờ anh là tối mình gọi sớm tầm 5-6 giờ gọi. Ish. Ish. Em đi chỗ mới này. Ấm giờ thì chỗ mới được đi ăn nha. Chỗ mới ưa nha con. Biết mày lạnh. Được đi. Đi chỗ mới nghe chưa? Đi chỗ mới em là hai tay mấy đâu. Ưa cho hôm này giờ lớn rồi. Đi to rồi. Mưa gió gì. Thôi em đi chỗ mới nha. Anh em nào yêu thích thì cứ liên hệ mấy em còn lại. Còn mấy em nữa. Bữa hết vậy. Tấp vô. Mặt rồi. Đây. Thôi thôi chào em nha đây. Bữa nay chạy ngò chuẩn bị bữa qua mình gửi một em đi nha nè. Đây giờ mình chạy quay lại cho đem coi. Còn là mấy em này đó. Cái được. Anh em ưa thích thì cứ liên hệ nha. Cái cá được có. Đây. Đây chạy này. Đó như này em thấy. Anh em yêu thích thì liên hệ nha. Còn em dành kem. Cái to 4 tháng mấy à? 4 tháng à? Em đã dành nổi ít từ đây tới Tết lớn lên giống rồi. Đây em đặt dành ra. Em ra cái đó. Anh em yêu thích thì cứ liên hệ nha. Đó còn lại ba em đó. Anh em chủ động thích thì cứ bắt bưng qua gửi con cái rồi đi ăn đâu. Còn đây mình đang đây con đây chuẩn bị lên giống này nè. Cái rồi đi ăn gì cũng được. Đang phôi giống. Đất. Chắc nhốt chưa giờ phối chưa không biết. Chắc phối thì sao mà được thì mình đang đưa được kìa. Phôi giống. Hai nữa đang phô giống. Còn mấy đây anh em yêu thích thì cứ liên hệ nha. Rất là nhiều nha. Mình nhốt chứ còn có mấy con mình nhốt mình sợ. Tiếp. Cái. Trời mẹ bạn.
rất đen. Con đen như con con bạc, hai con đang phô giống. Anh em yêu thích thì liên hệ nha, chuẩn bị cho phối. Phối hai ba chỗ nhiều con phối. Đó, anh em yêu thích thì bắt mấy em còn lại nha. Đây. Em dành cho em 4 tháng. Rất là đẹp luôn. Đẹp tôm chảo luôn. Thì kiếm ra mềm màng được. Cái cặp. Rồi chào tạm biệt anh em nha. Anh em ở video lần sau. Đó, anh em yêu thích thì cứ chuẩn bị có mấy đàn sức nha anh em. Bán hết mấy con đây rồi mình quay lại mấy đàn mới cho anh em coi. Còn chắc phải 20 con. 2 tháng. Đang gửi 2 tháng.